3 giờ Paris, 5 giờ sáng. Từ 5 giờ sáng. Cho đến 7 là tốt nhất cho tôi. Tốt nhất, bởi vì ăn tối thì tôi có một cái trục trặc, kiểu đó là hễ mà tối, hồi xưa tôi có chút kinh nghiệm mười mấy năm về trước, 13 năm về trước, khi mà tôi giảng đêm xong tôi ngủ có được, mình giảng xong rồi cái những cái xáo trộn, những cái vọng động đó, nó cứ làm cho mình nó lan man, mình cũng mệt mỏi. Rồi có lúc tôi nhận lời vào giảng, tôi có rung rủi thượng tọa hết đảnh là 10 giờ sáng, mà trong khi cái phòng của mình vô mình nói chuyện gì chỉ có mấy phút thôi, thì chỉ vì có mấy phút đó mà buổi sáng tôi không dám đi đâu hết, tôi cứ ngồi trong trà. Rồi bây giờ là ngày hôm qua đó, vào lúc 2 giờ chiều thì tôi không có chịu, không dám đi đâu hết. Đêm hôm qua, trưa hôm qua lúc 12 giờ tôi gọi trong núi, mà tôi mới ráng tôi tranh thủ tôi chạy riết về nhà cho kịp 2 giờ, thì cái đó cũng kẹt cho tôi. Cho nên tốt nhất là từ 5 giờ sáng giờ tới cho đến 7 giờ sáng, thì cái đó là lúc tốt nhất tôi có được nguyên một ngày. Mà giả sử như tôi có đi đâu đó thì tôi cũng cũng ráng tranh thủ, ráng tranh thủ tôi trở về tôi kịp. Dạ đây, như vậy là xin hỏi trong room hiện giờ có ai ghi âm hay không, thu âm ghi âm lại cái bài giảng này hay không? Nếu mà có thì tôi sẽ bắt đầu. Dạ đây các vị, giống như hôm qua các vị bỏ rồi, hay quá hay quá, các vị bỏ lên tôi cái bài kinh đi, bỏ lên tôi cái bài kinh số 2 nhé, bỏ bài kinh số 2 giùm. Alo, các vị có nghe rõ không? Dạ đây, các vị nhìn bài kinh giùm tôi nha, các vị nhìn bài cái chánh kinh giùm nha. Hạn chế mình, hạn chế không có chat nhiều. Rồi, một thời Thế Tôn ở Sâu-cốt-thi, rồi một vị trời khi đêm mới gần tàn, với nhan sắc thẳm chiếu sáng toàn vùng Kitavana, đi đến Thế Tôn và vị đã hỏi ngài như thế này: Thưa Tôn giả, ngài có biết giải thoát thoát ly việc ly cho các chúng sinh hay không? Thì Đức Phật nói theo ngôn ngữ của mình ấy, thì vị đã hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, ngài có biết cái cách nào để giúp cho chúng sanh được giải thoát hay không? Thì ông nói: ta biết, ta biết cái cách. Thì vị đã hỏi cái cách mình ngài hướng dẫn cho người ta giải thoát như thế nào, thì ngài mới trả lời thế này: Hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được trừ diệt, các thọ diệt tịch tịnh, như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát thoát ly và viễn ly cho các loài chúng sinh. Có một chuyện rất rất là quan trọng ở đây, đó là thứ nhất, mình đọc vào bài chánh kinh mà mình không hiểu gì hết làm sao có thể tiếp tục đọc sang bài khác. Thứ hai, nếu mà mình hiểu hiểu mình hiểu một cách nghèo nàn, một cách khô khan thì cũng khó bề mà có hứng thú để đọc sang cái bài khác. Đấy, rất là khó. Trong khi đó cái bài kinh này nếu mà mình hiểu theo trong chú giải đó thì nó mênh mông, nó sâu rộng, nó nhiều cái điều thú vị, và mình phát hiện qua đó rất là nhiều cái vấn đề giáo lý mình phải biết, phải nhớ, phải học. Cái nó không có đơn giản như là mình chỉ thấy trên mặt chữ của cái bài chánh kinh này. Tôi sẽ cho các vị viết, một chút nha. Thứ nhất là hỷ tái sanh đoạn tận, cái chữ Pali ở đây, cái hỷ chỗ này đó nó là nandi, cái máy này thì cái máy mở người ta hỷ đã. Còn cái tái sanh ở đây, ngày bên châu dịch tái sanh trọng tầng, tái sanh ở đây là cái chữ phá quát, mình chưa có ghi chú xong mà tôi sẽ giảng một lần, tôi không quay trở lại nữa. Đã. Thì cái vị trời này hỏi Đức Phật ấy, có cái cách, có biết cái cách nào để giúp cho chúng sanh được giải thoát, được thoát ly hay không,
Thì cái chữ giải thoát, các vị có thấy chữ giải, thấy ba chữ không? Giải thoát, rồi thoát ly, rồi các vị có thấy không? Thấy ba chữ đó không? Thì cái chữ giải thoát ở đây ấy, trong chỗ này thôi nha, trong chỗ này thôi, trong chỗ này thôi, chứ còn đừng có mình đem lo qua bài khác. Rồi là các người có ghi âm thấy không? Các vị có ghi âm thấy không? Ghi âm phải giữ lại cái đoạn này. Cái chữ giải thoát, giải thoát, thoát ly ở đây đó, thì giải thoát ở đây đó là trong cái chữ Pali gọi là ni mốt khác, là danh từ ha. Cái động từ của nó, trời ơi cái máy này xài nó khó vô cùng luôn. Cái động từ của nó là ní, mới chờ tí. Là giải thoát. Giải thoát bằng cái gì? Giải thoát bằng sự giải thoát, bằng tâm thánh đạo. Cái chữ thứ hai là cái chữ mà ngài Minh Châu ngài xài, cái chữ thứ hai là cái chữ thoát ly. Để ông cái vị trời hỏi Đức Phật thì có biết cái cách giải thoát, thoát ly và viễn ly chúng sanh hay không, thì chữ giải thoát ở trong chỗ này mà ngài Minh Châu ngài dịch giải thoát đó, từ Pali là chữ ni một khác, mà cái động từ của nó là ni mới cho tí nha. Rồi còn chữ thoát ly ở đây đó, tôi dùng chữ của ngài nghe, chữ thoát ly ở đây đó, là cái chữ ba mốt khác. Nó từ cái động từ là tám mươi cho tí, sự thoát, cái này nó cũng là sự giải thoát ha, nó cũng là sự giải thoát mà phải cần chữ chữ khác thôi. Sự giải thoát bằng tâm thánh quả. Mình nghe mình thấy hai cái khác nhau, nhưng thật ra đó là đây là một cái cách giải thích trong kinh thôi. Bởi vì tâm đạo và tâm quả nó dính liền nhau, khi mà cái sát na thánh đạo nó xuất hiện thì lập tức ngay sau đó là phải là sát na thánh quả. Cho nên ở đây các ngài giải thích là ngay cái giây phút đó thì nó vừa là niết bàn chánh tí mà nó vừa là tam muội chánh tí nha. Nhưng mà tôi nhắc lại đó chỉ là một cách cách nói thôi, cách chơi chữ thì đúng hơn, chứ không thật ra thì hai cái này đồng nghĩa nhau. Nhưng mà phải biết, phải biết mai này là mình có ai hỏi mình chứ cái chỗ này ba chữ này nghĩa là cái gì, mình nói cái chữ thứ nhất, cái chữ giải thoát nó từ tiếng Pali là như một khác, tổng từ là mới chết tí. Còn cái chữ thoát ly ở đây nó nghĩa là tổng mới chết tí, thì là gì, nó là sự giải thoát bằng thánh quả. Rồi còn cái chữ viễn ly trong bài kinh đó, viễn ly, viễn ly ở đây là quý về các ám chỉ niết bàn nha, ám chỉ niết bàn. Ám chỉ niết bàn đó là các vị nhìn thánh kinh, các vị thấy đó là nếu mình nhìn thánh kinh mình biết đó, nhìn chánh kinh mình biết đó cái gì, nhưng mà xuống ở đây thì mình mới thấy rõ ràng, thì ra là như vậy, thì ra như vậy. Rồi tiếp theo, khi bỗng hỏi ngài có, ngài có biết cách làm giúp chúng sanh được giải, giúp cho chúng sanh được giải thoát hay không, thì ngài trả lời biết, ta biết. Đã. Thì ngài mới giải thích là nguyên cái bài kinh này đó, hỷ tại sao động tận có nghĩa là nguyên cái chữ Pali là năm năm đi bahavat barikhaya sự
chấm dứt niềm hoan hỷ trong việc tái sinh. Có nghĩa là muốn thoát khổ, chuyện đầu tiên ấy, là mình phải bỏ được cái ý thích tái sinh. Đây là một cái ý niệm rất rất là quan trọng mà tôi nhớ ngày hôm qua đó, tôi có trình bày rồi mà không biết bà con có hiểu không, là 95% những người mà nói mình là thờ Phật, tin Phật, học Phật, con Phật nha, 95% những người đó, tôi nhắc lại, 95% những người mà tin Phật, nói mình tin Phật, mình là con Phật, mình thờ Phật, mình tu Phật, mình học Phật, thì 95% những người đó không có sợ tái sinh. Chẳng qua là vì hoàn cảnh nào đó mình biết được chùa miễu trung tâm ni Phật tử, rồi mình vào đó mình làm phước rồi mình nghe pháp, rồi kể cả mình đi tu thiền trong nước và ngoài nước, vòng quanh mình thấy, nhìn quanh mình thấy kẻ nghèo, người giàu, vẻ khỏe, người bệnh, rồi thấy côn trùng, côn dế, rồi thấy nhà xí, ống cống, đống rác, thấy chúng sanh lúc nhúc lôi nhôi, đúng không? Mình thấy mình ớn, mình sợ. Đúng, cái đó có, mình sợ tái sinh, có. Thấy cảnh sanh ly tử biệt, rồi chồng đánh vợ, rồi vợ phản bội chồng, rồi con cái bất hiếu cha mẹ, rồi vô bệnh viện thấy người ta rên xiết, rồi thương tích, máu me, tùm lum, vân vân. Hoặc là ngay cả buổi trưa nắng chang chang mà mình đi ngoài đường mình cũng thấy cái chuyện tái sanh, vì còn tái sanh nó có cái cảnh mà phơi nắng dầm mưa như vậy, mình tưởng cái sợ đó là đủ chưa đâu, nó quên về rất là nhiều. Bởi vì mình thử một phút giây nào đó thật lòng mình bình tĩnh suy nghĩ đi, nếu mà hôm nay ngay bây giờ tại đây mình đang có mặt trong một cái căn hộ trị giá 15-20 triệu đô la, có kẻ ăn người ở, trần nhà, vách, sàn nhà đều dát vàng, dát ngọc hết, có mài lạnh thôi. Muốn ăn cái gì thì có cái ăn, cái uống là do một những cái tay đầu bếp thượng thặng, họ hầu hạ mình. Đàn ông thì muốn là có gái đẹp, mà gái đẹp muốn thì có trai đẹp. Đàn bà muốn có đại đẹp cũng có, mà đàn ông muốn gái đẹp thì có ngày rượu thịt ê hề, đi đâu có xe đưa đó. Tôi còn biết những chuyện còn động trời nữa, là có những người họ đi nghỉ mát ở ngoài đảo đó, mà mỗi ngày phải có trực thăng đem báo chí đó, báo và trái cây tươi đó là cho họ. Rồi có những người họ tắm ngoài biển, họ đang trôi bập bềnh trong nước như vậy đó, mà vẫn có người đem rượu, đem trái cây, thức ăn ra tận nơi đút vô họng cho họ. Thì thử hỏi, nếu mà trong điều kiện như vậy đó, chúng ta có còn sợ tái sinh hay không? Có hay không? Thì cứ xét lại nha. Rồi chưa hết đâu, nếu chúng ta có khả năng đi đứng thoải mái như ý, ngày hôm qua tôi có nói rồi, muốn có mặt ở đâu là lập tức có mặt ở đó. Mình có thể lên núi cao, ra biển xa, rồi những cái khu rừng, những khu vườn mà tuyệt đẹp trên hành tinh này, những nơi có khí hậu trong lành mát mẻ, rồi mình có được cái tuổi thọ mà phải nói là vô tận, sống nhiều tỷ năm không biết cái chết là gì. Thì trong những cái điều kiện mà tôi vừa nói như vậy đó, thì thử hỏi chúng ta có sợ tái sinh hay không. Đối với những cái bậc hiền trí thứ thiệt á, khi mà họ sống chánh niệm á, thì họ thấy rằng cái gọi là hạnh phúc hay là đau khổ nó chỉ là ảo giác thôi. Tại sao mình thấy hạnh phúc? Là tại vì mình đói mình được ăn, không có đói ăn mới ngon. Mình khát mà mình uống mới thấy ngon, mình khát mình uống mình mới thấy ngon, chứ không khát mà đè mà ra bắp mình uống một thứ nước thiệt là ngon nó cũng khó lắm. Mà khi mình khát rồi uống nước lạnh cũng ngon, uống nước mưa cũng ok nha. Cho nên rồi một người càng nhớ dữ dội dừng nào thì mình gặp mình mới mừng chứ. Có nghĩa là cái hạnh phúc nó là một cái mặt khác của đau khổ. Người Mỹ họ có nói thế này, cái hạnh phúc nó là chỉ là một giây phút tạm dừng của đau khổ. Cái câu đó tôi vừa nhớ tiếng Anh, cái chỗ đó họ xài chữ pause. Hạnh phúc nó chỉ là một giây phút tạm dừng của đau khổ thôi. Và nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì
toàn bộ những cái mình gọi là hạnh phúc nó vốn không có thật, mà là nó chỉ là những cái giải pháp cho đau khổ thôi. Các vị có nghe những giải pháp không? Các vị có nghe những giải pháp không? Chúng ta thì không hạnh phúc mà chỉ có giải pháp thôi. Thí dụ như mình ngồi lâu quá, cái mình thay đổi cái cách ngồi, cái mình thấy nó đã, rồi mình tưởng cái đã đó là hạnh phúc, thực ra cái đã đó chỉ là giải pháp thôi, cái chuyện mà mình thay đổi đó là giải pháp thôi. Giải pháp. Rồi mình đói quá, rồi mình mới có cái gì mình bỏ vô miệng của mình, nếu mình không ngồi thấy đói nữa thì đó là cái giải pháp thôi. Nhưng mà nhờ lúc đó cái khổ được giải quyết, cho nên mình gọi đó là hạnh phúc, ai cũng thấy được. Cho nên ấy, khi mà Đức Phật lúc mà Ngài mới thành đạo đó, thì Ngài có thấy rằng cái đạo của ta giác ngộ rất là khó khăn để mà có thể hiểu thấu. Và Ngài không có ý đi hoằng pháp, là bởi vì Ngài biết chúng sinh ấy, phần lớn, tuyệt đại đa số, chúng ta phần lớn là tuyệt đại đa số, 99,9% là chịu không nổi, họ hiểu không nổi cái lời dạy của Ngài. Khi Ngài nói rằng không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp, làm sao họ chịu nổi? Làm sao họ chịu nổi? Rõ ràng là tôi thương cái cô đó, rồi bây giờ tôi cưới được cô đó về mới là hạnh phúc, mà tại sao mà Ngài lại nói không có? Tại sao Ngài lại nói không có? Không phải là không có lạc thọ, không phải là không có hỷ thọ, nhưng mà hai cái đó nó có được từ cái sự hiểu lầm. Có một chuyện rất là kỳ cục. Ở ngoài đời nói rằng tôi hiểu cô đó và cô đó hiểu tôi, chúng tôi coi nhau là tri kỷ, chúng tôi yêu nhau và chúng ta lấy nhau. Nhưng mà thật ra nếu mà nói theo tinh thần Phật pháp không phải vậy. Vì mình không hiểu nhau, mình hiểu lầm nhau nên mình mới cưới nhau. Chứ nếu mình hiểu nhau cho tới nơi tới chốn thì mình không có cách chi mà mình lấy nhau được. Mà mình lấy nhau là nhờ mình hiểu, mình mỗi lần nhờ mình hiểu lầm nhau hay là mình không hiểu nhau. Mỗi lần hiểu lầm hay là không hiểu. Vì rõ ràng lắm, nhưng mình biết rõ mọi sự nó đang diễn ra trong cái tấm thân của người đó. Nhé. Mọi sự nó đang diễn ra trong cái tư tưởng của người đó hả? Thì khó lấy nhau lắm. Nhưng mà nhờ cái mình hiểu lầm nhau, mình cứ tưởng người kia là cái gì, mình cứ nghĩ họ đẹp. Mình thấy cái mũi nó đẹp, cái con mắt nó đẹp, cái ánh mắt nó đẹp, cái nụ cười nó đẹp. Thì nhờ mình sống ảo giác như vậy, mình mới cư ngang dùng cánh nhau một đời. Cho nên phải nói rằng là cái niềm hạnh phúc hoặc là cái sự cái niềm an lạc trong đời này là nó của đấy phàm phu, là nó đi ra từ cái sự hiểu lầm, do cái nghiệp, do cái khuynh hướng tâm lý mà qua tôi nói rồi, do tiền nghiệp và cái khuynh hướng tâm lý nó đẩy tôi về một cái góc trời nào đó trong cái cõi nhân gian này. Từ đó do cái nghiệp tôi phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà tôi sống, và khi tôi chấp nhận được nó thì tôi thấy được hạnh phúc. Con chim cún nó ăn được con chuột nó cảm thấy hạnh phúc, là vì cái nghiệp đẩy nó làm con chim cún. Ngày xưa các vị biết ở Việt Nam tôi nhớ con chuột chuột xạ đó, con chuột chuột mà ở chùa Hương Thủy đó, thì có mấy con chim chim cún, cún heo đó. Cứ lâu lâu nữa là con đêm đi bắt mấy con nó ăn, rồi nó bắt rồi nó làm rớt á, sáng nó nhìn tôi quốc. Nhưng mà mình thấy rằng cái nghiệp nó khiến, cái nghiệp nó khiến cho nên, cái nghiệp nó khiến cho nên con chim cún nó cảm thấy rất là hạnh phúc khi nó ăn được những con chuột chù, và nó rất là ngon miệng, nó mới ăn hoài được chứ. Cho nên cái đời sống này á, mình thích được đó là bởi vì mình không hiểu tới nơi tới chốn nó, và chính vì vậy mình mới còn có cái ý cầu muốn tái sinh, mong cầu tái sinh. Cho nên cái chuyện đầu tiên mà khi Đức Phật dạy rằng ta biết cách dạy cho chúng sinh thoát khỏi sinh tử, giúp cho chúng ta được giải thoát, được thoát ly, được viễn ly tam giới đó, thì chuyện đầu tiên thì mình nói là chấm dứt cái thích, thích trong tái sinh. Là tại sao phải hiểu, khi mình hiểu được cái vấn đề rồi mình không muốn đi nữa. Một đứa bé nó thích chơi cái mấy cái tượng trâu, tượng bò, nồi chảo bằng đất sét, bởi vì nó nhìn cái đất sét, nó nhìn cái cục đất, nó nhìn cái tượng trâu tượng bò theo cái nhận thức non nớt và nông cạn của nó. Một ngày nào đó khi nó lớn, nó biết rằng đất sét chỉ là đất sét thôi, rồi một trò chơi tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa, vô ích, vô bổ, thậm chí vô duyên nữa. Cho nên nó bỏ hết, nó bỏ, nó trở thành người lớn. Một ngày nào đó
một cái người lãnh đạo cũng sẽ thấy như vậy đối với tất cả các tháp ở đây. Có những cái mình nói này, cái ngọt đó, đó là đừng gọi là ngọt là do so sánh với cái đắng, chỉ vậy thôi. Thí dụ như tôi nhớ có một ông thiền sinh, thiền sư, các vị còn nghe rõ không? Một vị thiền, một vị thiền sinh, cái bộ cư sĩ đến hỏi một vị thiền sư, ông hỏi thưa ngài, ngài có thể nói gọn Phật pháp trong một câu cho con nghe được không? Tôi nhắc lại, thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con được không? Thì cái vị thiền sư đó lấy một cái cây que, cái que đó là một cái miếng, một cái que, một cái khúc miếng gỗ nhỏ đó, miếng gỗ nhỏ, ông mới vặt một đường ở trên đất. Rồi ông hỏi ông cư sĩ, chứ cái vặt này mà tôi vừa vặt trên đất ấy, nó dài hay ngắn? Ông kia xin vị thiền sư thu gọn Phật pháp trong một câu. Thì vị thiền sư mới lấy cây que để vặt một đường ngắn trên đất, vặt một đường trên đất, rồi hỏi cái con đường này dài hay ngắn, cái đường vẽ vẽ đường vặt có tôi dài hay ngắn. Thì các ông thiền sinh cũng suy nghĩ, nó thôi ngài nói vậy con biết đường đâu, con trả lời, tại vì nó mới ngài mới vạch cái một đường thôi thì làm sao mà con biết nó dài hay ngắn. Thì vị thiền sinh nó Phật pháp là vậy đó, lập tức ông cư sĩ ổn liễu ngộ luôn, và lập tức ông liễu ngộ luôn. Mà ông cư sĩ đó ông liễu ngộ, trong khi chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta cứ bưng bưng lên đó, chúng ta không hiểu ông người ủng hộ ngộ chỗ nào. Thực ra câu chuyện nó rất là sâu, rất là sâu, nó sâu chỗ nào? Chỉ một đường vạch thôi thì làm sao mà biết được nó dài hay ngắn? Muốn biết nó dài hay ngắn là phải có cái đường vạch thứ hai, thứ ba thì mình mới có thể so sánh. Thì trong cái đời sống nói riêng và trong cả cái vũ trụ này nói chung, đời sống của chúng sinh nó chỉ là sự so sánh thôi. Cái này được gọi là hạnh phúc là vì so với cái kia, cái này được gọi là dài là so với cái gì ngắn hơn, cái này được gọi là ngắn là bởi vì đem so với cái dài hơn, cái này được gọi là đẹp là bởi vì so với cái mà người ta thấy nó xấu hơn, mà cái này được gọi là xấu bởi vì người ta so sánh với cái mà người ta cho rằng nó đẹp hơn. Trong khi đó, theo tinh thần Phật pháp, một vị hành giả tiến niệm xứ thấy chỉ biết thấy mà thôi, nghe chỉ biết nghe mà thôi, như vậy không có phiền não. Tại sao chúng ta có tham, có ưu, có thích, thương, ghét, sợ? Là bởi vì chúng ta có so sánh, có cái so sánh. Bảo đảm, tôi bảo đảm thích cái gì đó bởi vì có cái so sánh. Tại sao có những người, tại sao tôi thích họ? Là bởi vì họ, tôi nghĩ khi nhìn họ, tôi nghĩ họ là người thân máu mủ của tôi, đó là cái so sánh. Tôi so sánh với những người không phải máu mủ của tôi. Rồi thậm chí đó, tôi ghét một người chỉ vì lý do đơn giản thôi, vì cái mặt của người đó nó giống như một cái gương mặt của một người mà tôi không có ưa. Rồi thương cũng vậy, nhiều lúc tôi còn nhìn một người nào đó tôi cảm tình, mà tôi không biết tại sao cuối cùng tôi mới nhớ là cái gương mặt của này giống hệt như là gương mặt của một diễn viên thành công mà tôi thích. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ. Thì vấn đề ở đây đó là như vậy đó, tức là mình sống đời là trong cái ảo giác, và trong cái sự ảo giác đó chúng ta mới tìm đến cái sự so sánh. Từ cái so sánh đó, nó mới có thương thích ghét sợ. Mà một hành giả tín niệm xứ là cái người sống với một cái nhìn như thật, nó làm sao để thấy nó như vậy, không có thêm bớt, không có vẽ vời, không có tô điểm, không có suy diễn, không có liên tưởng. Những cái đó rất là quan trọng. Cho nên khi một vị thiền sư vẽ một con đường ngắn ở trên đất và vị xác nhận đây là chính là Phật pháp, thì cái người cư sĩ đó liễu ngộ là như vậy đó. Tức là vị đó hiểu rằng thì ra nó làm sao để thấy nó như vậy, đó chính là con đường giác ngộ. Tôi nhắc lại, nó ra làm sao thì thấy nó y chang như vậy thì đó là con đường giác ngộ. Chỉ cần mình thêm mắm thêm muối, suy diễn liên tưởng, vẽ về tô điểm, thì lập tức nó nảy sinh vấn đề ngay.
Cho nên cái chuyện đầu tiên để đi hướng tập giải thoát đó là gì? Là không thích tái sinh. Mà muốn không thích tái sinh là chuyện đầu tiên thì mình phải thực hiện cho bằng được cái con đường tứ niệm xứ. Bởi vì chỉ có con đường tứ niệm xứ mới cho mình thấy rằng cái hiện hữu của mình, cái sự có mặt của mình thật sự nó là cái gì, thật sự nó là những hiểu lầm. Thì khi mình hiểu rằng cái sự hiện hữu của mình á, nó có từ cái hiểu lầm chán được đó, cái sự hiện hữu của mình do hiểu lầm là do phiền não đó, do phiền não thích cái này ghét cái kia mình mới có tái sinh chứ. Và chính vì vậy cho nên vì nó không tiếp tục thích thú trong sự tái sinh nữa, vì nó thấy rằng cái năng lượng này, cái sự có mặt trong đời mình thật sự nó là một gánh nặng. Nó có nhiều lý do để gọi là gánh nặng. Thứ nhất, nó vô thường vô ngã. Thứ hai, cái sự có mặt của mình trong một mỗi kiếp sống nó rất là mong manh, có nay mất mai đã đành, và cái chỗ đi về của một người phàm phu vô cùng bất trắc. Cái kiếp người nó đáng sợ ở chỗ đó, ngay khi mà còn gồng gánh tấm thân mấy chục kg này, chúng ta phải làm biết là bao nhiêu chuyện để sống ở đời, để có mặt ở đời, để góp mặt với xã hội. Đó là cái nạn thứ nhất. Cái nạn thứ hai đó là khi mà nó có mặt ở đời này, không biết nó có mặt được bao lâu, sáng còn chiều mất. Và cái đáng sợ thứ ba đó là thiện khó làm hơn ác, một ngày tâm thiện ít hơn tâm ác. Cho nên biết mình đột ngột nhắm mắt ra đi thì phải nói cái cõi tái sinh của chúng ta là cả một vấn đề vô cùng khó lường. Cái chuyện sao đó là một điều bất trắc, rất là bất trắc. Và trong dòng sanh tử luân hồi gặp được minh sư thiện hữu, thầy tốt bạn tốt không phải là chuyện dễ. Cái cơ hội làm lành không phải là chuyện dễ. Và bản thân mình, cái khuynh hướng ác luôn nặng hơn khuynh hướng thiện, cho nên cái cơ hội sao đó rất lớn, rất rất lớn. Còn nếu mà kiếp nào mà chúng ta mình mang được thân người đó, thì nó lại kẹt vào những điều tôi vừa nói, có nghĩa là có được cái thân người rồi và sống mà cho nó đàng hoàng, cho nó vui vẻ nó là chuyện dễ. Mà nếu mà được đàng hoàng được vui vẻ rồi đó thì cũng không biết được kéo dài được bao lâu. Hiểu được những chuyện này mới thấy tái sinh nó là một chuyện đáng sợ, rất là đáng sợ. Và nó cũng có giải thích rồi, cái niềm vui đau hay là niềm vui nỗi khổ của mình ấy, tự thân nó đã có vấn đề, tự thân nó đã là vấn đề, tự tự thân nó đã có vấn đề. Nó được gọi là hạnh phúc hay là bị gọi là đau khổ là bởi vì do cái hiểu lầm của mình thôi. Cho nên khi mà thấy như vậy đó thì quý vị hành giả không còn muốn tái sinh nữa. Và cái sâu của bài kinh nữa nó nằm ở chỗ nào? Tiếp theo đó Đức Phật Ngài giảng về, các vị thấy trong bài chánh kinh không, tưởng thức được từ diệt, các thọ được tịnh tịnh. Ở đây đó mình thấy rõ ràng đó, là các vị ở trong rung, xin hỏi trong rung này có bao nhiêu người học viên pháp, trong rung này có vị nào từng học viên pháp qua hay chưa, hay là hoàn toàn chưa từng học viên pháp? Các vị có nghe tôi hỏi không? Ok, nếu một người có học viên pháp liếc sơ qua bài kinh này, liếc sơ qua bài kinh này, các vị thấy rõ ràng cái phần đó đến đến tứ kinh vững không? Tứ danh quẩn. Bây giờ các vị thấy nè, tưởng ở đây tức là tưởng quẩn, không, tưởng đây là tưởng quẩn, thức ở đây là thức quẩn, thọ đây là thọ quẩn. Còn cái hành quẩn nó nằm ở đâu? Hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được từ diệt. Như vậy thì cái chỗ mà hỷ tái sanh này nó chính là hành quẩn. Dạ, nó là hành quẩn, nó là hành quẩn. Như vậy thì mình thấy rõ ràng ở đây đối với tùy trường hợp có người đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng chấm dứt năm quẩn là giải thoát. Ngài không hề nói gì đến phiền não hết, Ngài không hề nói gì về bát chánh đạo hết, Ngài chỉ nói chấm dứt năm quẩn là giải thoát. Có người thì Ngài nói rằng chấm dứt tham sân si là giải thoát. Có người thì nói rằng thấy rõ niết bàn là giải thoát. Có người thì nói rằng tu tập hoàn mãn bát chánh đạo là giải thoát. Có người thì nói rằng tu tập hoàn mãn thất giới kia là giải thoát. Cách nói nào cũng có một ý nghĩa giống hệt nhau mà thôi. Trong trường hợp này, trong bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy rằng giải quyết được bốn danh quẩn thì là giải quyết toàn bộ cái hành trình sanh tử. Người học viên pháp có thấy cái điều này đúng hay không?
sâu của bệnh tim này nó nằm ở chỗ nào? Dạ không, cái hành quẩn trong trường hợp này đó, chết cha rồi, cái vị hỏi tôi câu này không nhớ giờ tôi làm sao, nó kêu cảnh sát bắt cái gì, phải ôn lại nha, phải ôn lại chi pháp nha. Sắc quẩn là những gì thuộc vật chất, thọ quẩn là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, có đúng không? Tại sao các vị viết nhanh, các vị không viết giùm tôi, viết giùm tôi đi. Sắc quẩn là tất cả những gì thuộc về vật chất, thọ quẩn là cái tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại nha. Hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, và trong 50 cái tâm sở đó đó, cái quyết định một cái yếu tố quyết định tâm của một người là phàm hay là thánh, hả, thiện hay là bất thiện, nó hoàn toàn nó nằm ở cái phần hành quẩn, chứ không phải tưởng, không phải nằm ở thức, mà nó nằm ở hành quẩn. Trong trường hợp này thì hành quẩn bắt đầu tôi hơi nản rồi đó, bởi vì quý vị không có nắm được cái chuyện pháp, quý vị hơi rối rồi. Hành trong trường hợp này đó, hành quẩn là chỉ cho cái tâm tham ái thích thú trong cái sự tái sinh. Trong bài kinh này, trong chỗ này thì hành quẩn phải được hiểu là như vậy. Còn cái câu mà có một quý vị tên là Như Thật viết hành là vô thường là chết nữa. Cái chữ hành sankhara ở trong kinh nghĩa rộng vô cùng. Nó có trường hợp chữ hành, thí dụ như hành quẩn, hành trong hành quẩn là 50 tâm sở ngoài thọ tưởng. Còn nói khi nói cái máy này tôi khó xài máy của người ta, khi nói các hành là vô thường thì hành ở đây ám chỉ tất cả danh sắc hữu vi. Nói chung biết nói vậy có việc có hiểu không? Không hiểu thì ráng đi chết đi nha. Hiểu không hiểu thì cũng phải đi chết, tại vì tôi không có thời giờ mà tôi giảng ba cái tiểu học được, ba cái mà cộng trừ nhân chia nha. Cái bài này là cái bài giảng của tôi đã phát nguyện trước Tam Bảo là tôi bây giờ tôi đã không còn tâm từ bi với những người sơ cơ nữa. Nếu như vậy không phải là tôi giỏi, nhưng mà tôi quá ngán rồi. Bây giờ mà các vị nghe cái này mà các vị không hiểu, bữa nay là tôi là đại khai sát giới của từ bi lắm đó nha. Chứ còn lúc nào tôi không giải thích nó vô đường, nó quá mệt cho tôi rồi nha. Hành quẩn mà nó là 50 tâm sở mà thọ tưởng thì đó là tôi đã là từ bi dữ lắm rồi, chứ tôi không có giảng nó nữa đâu nha. Rồi khi nói các hành là vô thường thì hành này ám chỉ cho tất cả danh sắc nói chung. Ok, đừng làm mất thời giờ cho người ta nha. Còn nếu mà mình cảm thấy mình nghe không nổi thì mình có hai cách: một là mình rời ra mình đi, hai là mình kiếm thuốc sâu mình uống. Đó là hai cách tốt nhất. Tôi cũng biết rất là nhiều cách để tự sát. Ok, ok, thì ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng cái con trong bài kinh này đó thì ngài dạy rằng cái con đường mà dẫn đến cái sự thoát ly, dẫn đến sự giải thoát chính là giải quyết trọn vẹn được năm quẩn. Giải quyết là sao? Có nghĩa là mà năm quẩn không, ở xin lỗi, bốn danh quẩn không còn nữa, ngày bốn danh quẩn bắt tức con đường tái sanh cũng chấm dứt. Và trong sớ giải chỗ này có nói thêm một điều, đó là sở dĩ không nói đến sắc quẩn là vì cái đối tượng trước mặt ngài họ chỉ nói, họ cái bụng của họ, họ chỉ muốn nghe bốn danh quẩn thôi. Và họ cái vị trời này đủ trí để hiểu rằng hễ bốn danh quẩn có mặt thì cái cơ hội mà sắc quẩn có mặt là hoàn toàn có thể. Tôi nói các vị nghe kịp không? Miễn là cái danh quẩn còn có cơ hội có mặt, hiểu, miễn là bốn danh quẩn có mặt, bốn danh quẩn còn có điều kiện để tồn tại thì sắc quẩn hoàn toàn có cơ hội tồn tại có mặt. Tôi ví dụ
Chỉ trừ trường hợp một vị A-la-hán ở cõi trời vô sắc mạc thuật. Chứ đối với phàm phu nha, đối với phàm phu, chúng ta từng sanh lên cõi phi tưởng. Phi phi tưởng là cái cõi phạm thiên cao nhất của tầng trời vô sắc. Rồi thì sao? Miễn là còn có cái điều kiện để có được tứ danh quẩn cho kiếp sau, cho đời sau kiếp khác, thì chúng ta cũng còn có cơ hội có trở lại được sắc quẩn. Và hãy nói đến tứ danh quẩn thì không thể nào không nói đến sắc quẩn. Cho nên trong trường hợp này chỉ cần nói tứ danh quẩn là đủ rồi. Là đủ rồi. Giống như mình nói nhà cửa, đi đâu đi chứ cũng phải về lo nhà cửa chứ. Các vị tưởng tượng đi, bao nhiêu nó đủ rồi. Chỉ cần nói nhà cửa là đủ rồi. Bởi vì không thể nào mà nói đến nhà cửa mà người ta không có liên tưởng đến những cái bên trong cánh cửa. Chuyện đó không có. Bà đi đâu đi bà nhớ nha, tôi cuối tuần này tôi bận, cho nên bà đi đâu thì đi mà bà nhớ. Anh nghe đến chữ nhà cửa ta phải hiểu ngầm là đi về coi cái gì đằng sau cánh cửa đó, gồm có con cái, cha mẹ, ông bà, người già, người bệnh và những thứ tài sản lớn nhỏ trong đó. Ở đây cũng vậy, trong chú giải nói khi mình trong trường hợp này mà khi nó chỉ nói bốn danh quẩn là được rồi, và tôi tuyệt đối đồng ý với cách giải thích đó trong chú giải, tuyệt đối đồng ý, nói về đủ rồi. Nhưng mà tại vì đây là một cách nói mà nó hợp cho người nghe. Đây là một chuyện bà con nên chú ý, rất rất là quan trọng. Có những bài kinh mình nghĩ tại sao Đức Phật này không nói như là mình muốn, mà tại sao còn nói lạ vậy? Các vị có bao giờ mà xem kinh tạng các vị có cảm giác đó hay không? Tôi cảm giác đối với tôi ngày xưa rất là thường. Có gì lúc tôi nghĩ tại sao cái chỗ này chứ phải ngày nói khác một chút nó sẽ hay hơn. Ngày nói khác thì một chút nó sẽ hay hơn. Nhưng mà tại sao ngài lại nói như vậy? Thí dụ như có một lần nó có cái ông nông dân, ông đến ông nói với ngài, ông nói ông thấy ngài ngồi một mình kế bên là cái bình bát, bình bát không, bây giờ sao giờ ăn rồi, biết bình bát đó, phần ngài rửa sạch rồi ngài để kế bên vậy đó, rồi ngài ngồi với gốc cây. Thì ông tới ông gặp ngài, cái ông dòm dòm ngài, ông nói tôi tưởng là tôi nghèo nhất rồi mà ăn không, tôi tưởng tôi nghèo nhất, ăn người ngờ có người nghèo. Tôi nghèo thiệt, đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương tần tảo sớm chiều ha, ít ra tôi cũng còn có mái nhà, tôi cũng còn có mấy con bò, tôi còn có bà xã, còn mấy đứa con sớm chiều hủ hỉ. Còn tôi không ngờ trên đời này có một cái người mà khỏe mạnh ngon lành như vậy mà không có một chút tài sản nữa, tại sao mà hạnh phúc vui vẻ được? Đức Phật ngài trả lời cái ông nông dân đó, ông đọc ông đó là nãy giờ tôi nói bằng văn xuôi mà ông nói bằng một cái văn kệ. Cái ý là tôi hạnh phúc là vì tôi có bò, tôi có nhà, tôi có vợ, có con, có tài sản. Đức Phật ngài trả lời ngài không có thêm một chữ nào hết, ngài dùng y hệt như cái chữ của ông, ngài cứ thêm như có một chữ thôi. Ngươi hạnh phúc là vì ngươi có bò, có lúa, có ruộng, có nhà, có vợ, có con. Còn như là vì Như Lai không có bò, không có ruộng, Như Lai không có vợ, không có con, Như Lai không có nhà, Như Lai không có cửa, Như Lai không có tài sản. Cái gì đừng hỏi ngài trả lời. Mà lúc đó tôi nghĩ lẽ ra là ngài phải trả lời cái gì cao siêu ha. Ngài trả lời cái gì đó rất là cao siêu cho ông này. Bây giờ ông này sau khi nghe xong ông trở thành Phật tử mà thì có nghĩa là ông này là có huệ căn ghê gớm lắm. Và mình phải hiểu ngầm rằng ông này phải tu tập như ghê gớm lắm, nhiều đời lắm, thì ông mới có duyên mới gặp một vị chánh đẳng chánh giác để mình dạy đạo cho ông. Chứ không là ông nếu mà ông thiếu duyên đâu gặp được ngài. Nhiều lắm thì ông được sanh ra vào cái thời này ông gặp mấy ông thầy bá vô mình thôi, chứ làm sao mà gặp được chánh đẳng chánh giác, đúng không? Cái ông này cũng phải ghê gớm cái nào đó. Mà đằng này Đức Phật gặp một con người ghê gớm phước báo như vậy mà Đức Phật trả lời rất là đơn giản. Người ta nói rằng tôi tưởng tôi nghèo nhất, ai ngờ có người nghèo hơn tôi, nghèo như ngài làm sao hạnh phúc. Trong khi tôi hạnh phúc là nhờ tôi có bò, có ruộng, có nhà, có cửa, có vợ, có con, có tài sản. Thì ngài nói ngài trả lời cho ông một cách rất là đơn giản, ngài không có thêm một cái chữ nào hết ngoài đó, chữ không. Còn ngược lại, Như Lai hạnh phúc là vì Như Lai không có cái gì hết, Như Lai không có bất cứ cái gì mà ông có, vì vậy ta hạnh phúc. Thì buổi đầu ngày xưa hồi còn bé đọc tôi khó chịu, tôi là tại sao mà đơn giản vậy. Nhưng mà thêm một chút tuổi nữa tôi mới ngộ ra một điều, à thì ra món ngon trên đời này chưa hẳn là món đắt tiền nhất,
mà món ngon trên nền đời này là cái món mà mình thích ăn nhất, nó hợp với mình nhất, thì đó chính là món ngon nhất. Cái này tôi mở ngoặc tôi nói nhỏ nha, tôi là gốc nhà quê mà, tôi để ý cái gì mà đắt tiền tôi dòm cho tôi không khoái, tôi để ý tôi nhiều chuyện lắm. Thí dụ như những cái bình hoa hồng mà thiệt là lớn, thiệt là đắt tiền, cái bình đắt tiền hoa, mà tôi thích những cái rất là lạ. Thí dụ như tôi thích những cái bụi cỏ dại mà nó mọc trên tường á, hoặc là những cái nhánh hoa hoa dại li ti mà mọc trên mấy cái thân gỗ mục, hoặc là những cái vách đá, những cái bờ đá dựng trong núi, rồi trong đó mọc ra những nhánh lan dại lan rừng, tôi nhìn nó tôi thích hơn là tôi nhìn cái mấy cái bụi hoa, mấy cái chậu hoa hồng mà người ta chụp hình trong mấy cái đại sảnh khách sạn mà cả 100-200 đô la đó, tức là một cái chậu, một cái bình hoa mà cả mấy 2-3 người ôm, cả mấy người ôm rồi trong đó đầy hoa hồng lai dương cẩm chướng thược dược, sao tôi nhìn nó tôi không không khoái được, nó rất là xa lạ với tôi nè. Mà tôi lại rất thích nhìn những cái hoa dại hoặc những cái hoa dại hoặc những thứ, những nhánh cỏ mà nó mọc tầm bậy tầm bạ trên đầu tường, trên những bức tường mà nó đổ nát phiêu phong, tôi rất là thích. Thì ra thì Phật pháp cũng vậy thôi, Đức Phật tùy duyên, Đức Phật tùy duyên. Có những người thì ngài giải thích rất là sâu, rất là rộng, nghe rất là đã, nhưng có những người ngài trả lời rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, nghe không có gì hết, nhưng người đối với họ đó như vậy là cả một cái trời bao la rồi. Thì trong bài kinh này cũng vậy, cái sâu sắc bài kinh này là Đức Phật ngày ngày cái sâu sắc mà cái độc đáo, cái thú vị bài kinh này là ngài nói chỉ ngày chỉ đề cập đến tứ danh quận thôi, ngày cái để ý là giải quyết từ bốn danh quận thì chấm dứt sinh tử. Nhưng mà tại sao tôi khen bài kinh này thú vị? Thưa đại chúng, nó thú vị ở chỗ này, tôi rất là muốn mượn cái buổi giảng sáng hôm nay tôi gửi đến quý vị những cái định nghĩa có thể rất là quen thuộc mà cũng có thể rất là mới lạ, có thể rất là kỳ cục về tứ danh quận. Tôi rất muốn làm điều đó trong sáng hôm nay. Có một cái ông Rajan Rajan là một ông Phật tử cũng thân quen với chúng tôi trên 20 năm ở Đà Nẵng. Bây giờ cái anh này anh đi qua Mỹ rồi, anh là một tiến sĩ toán, anh là một tiến sĩ toán, anh lấy cái bằng ở Mỹ, anh hiền lắm, hiền như con gái. Tôi nhờ anh vào râm, mà ở dùm được cái râm, mà anh lại quay cả buổi anh làm được. Cuối cùng thì cô tỉnh hẳn, cô vào cô làm giúp. Mà tại sao tôi phải đi lạc đề như vậy, thay vì giải thích thẳng vào ở trong bốn quận, bốn danh quận, thì tôi muốn nói một chuyện này. Thứ nhất, trong đầu tôi cứ tưởng ổng là tiến sĩ toán, ổng giỏi ghê lắm, mà cuối cùng thì ổng lay quay ổng vô không được, bây giờ chuyện nó chưa có quen. Thì nhớ giùm tôi chỗ này nha, lay quay cả buổi mà ông tiến sĩ toán, lay quay cả buổi mà ổng làm xong, mà trong khi cái tưởng của tôi đó, cái tưởng lầm của tôi đó là tôi áp đặt lên ổng một cái kinh nghiệm, tôi áp đặt lên cái con người đó một cái ký ức, một cái hồi ức, một cái biết cũ, rằng là đây là một người giỏi, tôi sống ở đời bằng cái ký ức như vậy đó. Rồi. Và đôi khi cái ký ức đó, nó đánh lừa tôi, đó là một cái điều thứ hai. Tôi có nói với ông Ryan Hùng, tôi nói ông Ryan ông, tôi nói cho tôi ăn chén cháo. Các vị biết trong lúc tôi ngồi tôi ăn cháo đó, mà tôi ngộ ra một chuyện rất là thú vị. Tôi không phải là một họa sĩ, nhưng mà tôi có con mắt rất là lạ. Đôi khi tôi ngồi tôi nhìn một cái sân, một nhìn trên sân lá, một cái khuôn sân rộng có những chiếc lá rơi, và tôi có thể rất dễ dàng liên kết những chiếc lá này. Tôi nhìn bằng mắt thôi, chứ tôi không có ra tay, chỉ nhìn bằng mắt, mà tôi có thể kết hợp chiếc lá này chiếc lá kia để nhìn ra một gương mặt một ông cụ, gương mặt một đứa bé, hay là một chiếc xe đạp, hay là một con chó con, vân vân. Nhìn trên một cái thảm lá, tôi có thể liên tưởng rất là nhiều hình hình ảnh. Nhìn lên trời, nhìn những đám mây bay, tôi có thể liên tưởng rất là nhiều hình ảnh. Các vị đừng tự tưởng tôi lạc đề, tôi đang nói đang giảng bài đó, đang giảng bài. Rồi hồi nãy tôi mới xịt, tôi ăn có thói quen tôi ăn cháo tôi xịt xì dầu, dầu ăn cái gì tôi cũng xịt xịt xì dầu trước, rồi tôi ăn cái đồ cái món kia sao. Nó có điều thú vị là tôi xịt xì dầu lên trên cái dĩa cháo, nó tạo ra một bức hình rất là đẹp, nó
rất là đẹp, đẹp đẹp đến mức tôi rất là muốn muốn rất là muốn rất là muốn muốn chụp lại cái hình đó mà thấy nó kỳ quá. À, thì ra là cái gọi là nghệ thuật ấy, nó là do sự áp đặt của mình thôi, nó là sự áp đặt của mình thôi. Âm nhạc cũng vậy, người mê cổ nhạc thà nghe dạ cổ Hoài Lan chứ họ không có nghe được mấy cái bản mà concerto của Tây Phương, mấy cái bài giao hưởng. Họ thấy cải lương là hay nhưng mà họ nghe nhạc thính phòng cũng chịu không nổi. Nghe Nam Châu, nghe nhạc Nam Châu, nghe Diễm Châu quen rồi thì không thể nghe Ngô Thì Miên là Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn được, nghe không được. Như vậy thì cái cảm thức hay là cái mỹ quan hay là cái cảm quan của mỗi người đó rõ ràng là nó tùy thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố, rất là nhiều cái nền tảng. Một là cái bản tính bẩm sinh, hai là giáo dục gia đình, ba là cái bối cảnh gia đình mình sinh trưởng, và bốn là cái môi trường xã hội mình đang có mặt. Thì tất thảy những điều đó nó tạo nên một cái không gian cảm nhận thế giới của mình. Các vị nghe kịp chưa? Tôi không biết các vị có nghe kịp không? Tôi không phải chê các vị mà tại vì tôi nói nhanh lắm, tôi nói nhanh lắm. Thì tôi nhắc lại cái bản tính bẩm sinh của mình, môi trường giáo dục, trình độ kiến thức, bối cảnh gia đình, môi trường xã hội, vân vân và vân vân, tất cả những thứ đó nó tạo nên một cái không gian nhận thức cho mình. Và chúng ta biết rồi, cái chữ tưởng, tưởng trong tưởng quyển nó là sở hữu tưởng, nó từ cái chữ Pali là sanya. Ai viết tôi cho nó đi, chữ sanya có dấu ở trên. Chúng ta có nhiều cái biết lắm thưa quý vị, cái biết bằng trí, cái biết bằng thức và cái biết bằng tưởng. Cái biết bằng trí là sao? Biết cái này là nhân nè, biết cái này là quả nè, biết cái này là thiện nè, biết cái này là ác nè, biết cái này là nên nè, biết cái này là không nên nè, biết cái này là tính tánh niệm định tuệ nè, biết cái này là tham sân si quý phóng dật nè. Thì những cái biết đó được gọi là cái biết của trí. Những cái biết phải do quân tập từ trí văn, trí tư, trí tu cộng lại mới có được, thì cái biết đó được gọi là cái biết của trí. Còn cái biết của thức là cái biết của mắt. À, thí dụ con mắt mình nó nhìn cái đó, lỗ tai nó nghe cái tiếng đó, thì cái biết của năm giác quan thì được gọi là cái biết của thức. Còn cái biết của tưởng là sao? Là cái biết dựa trên hồi ức, dựa trên kinh nghiệm cũ. Ví dụ tại sao mà mình biết đó là cái ly mà không phải là cái tô? Tại sao vậy? Bởi vì cái biết nó dựa trên ký ức cũ, dựa trên hồi ức, ký ức, trí nhớ, kinh nghiệm, dựa trên những gì mình đã kinh qua, đã trải qua, đã duyệt qua nha. Tại sao tôi gọi đó là cái ly mà không mà tôi không gọi đó là cái tô? Tại sao tôi nhìn tôi biết đó là ông Tèo mà không phải là thằng Tí? Tại sao tôi biết đó là bà B mà không phải là bà A? Thì đó là gọi là cái biết của tưởng. Hiện đại đa số chúng ta trong phần lớn thời gian trong cuộc đời này, chúng ta chỉ sống bằng tưởng thôi, mà chính cái tưởng này nè nó là bi kịch nhân gian thưa quý vị. Thí dụ tôi là một người có đốc giáo, từ bé tôi đã được học cái giáo lý ở nhà thờ nha, cho nên từ đó tôi nhìn ngắm thế giới này thông qua cái nhãn quan, thông qua cái lăng kính của một tín hữu cơ đốc. Tôi là một Phật tử Bắc Tông, từ bé tôi đã được dạy niệm Phật Di Đà cầu vãng sinh, được dạy niệm Quán Âm để mà thoát tai thoát nạn. Tôi từ đó tôi đi vào đời, dầu tôi có học bao nhiêu kinh sách, tôi có nghiên cứu bao nhiêu kinh sách đi nữa, thì cái ám ảnh trong đầu tôi vẫn niệm Phật Di Đà cầu vãng sinh, niệm Phật Quán Âm cầu được thoát nạn, niệm Bồ Tát Địa Tạng để mai này xuống dưới kia cũng còn có đường thoát. Tôi vậy, tôi là một người tín đồ Hồi giáo, tôi được hướng dẫn học kinh Koran. Mỗi ngày tôi dành ra 5 lần thời gian để quỳ xuống cầu nguyện hướng về thánh địa La Mã Cơ. Tôi là một người Do Thái giáo, tôi học sách Talmud từ bé, tôi không ăn các loại cá nhập trời từ bé, và tất cả những cái suy tư của tôi nó phải dựa trên nền tảng của thánh kinh Talmud. Cũng như người Hồi giáo bao giờ họ cũng suy nghĩ dựa trên thánh kinh Koran, người Cơ Đốc lúc nào cũng suy nghĩ dựa trên
lời giảng của các cha dựa trên tân ước và cựu ước, khá một chút thì dựa trên các cái quan điểm thần học. Người Phật tử Bắc Tông cũng vậy, người Phật tử Nam Tông mà có học vi diệu pháp suy nghĩ cái gì cũng không ra khỏi cái A Tỳ Đàm. Người Phật tử Nam Tông mà không biết A Tỳ Đàm chỉ biết kinh tạng thì suy nghĩ cái gì cũng chỉ quẩn quanh trong kinh tạng. Tổng gì nói gọn lại thì đời sống của mình phần lớn, tuyệt đại đa số chúng ta suy tôn buồn vui là điều y cứ trên hồi ức, y cứ trên những kỷ niệm, kinh nghiệm, trên những cái mình đã biết qua. Và hiếm bao giờ, hiếm bao giờ để mà mình dành thời giờ để mình nghĩ lại, để mà mình biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Tôn giáo đã vậy thì chính trị văn hóa cũng thế. Chúng ta được lớn lên, được đào tạo, được ăn học trong một môi trường nào đó, chúng ta không dám nghi ngờ đó. Có nhiều lúc thấy kỳ kỳ ấy, nhưng mà cứ sợ, sợ là mình lầm đường lạc lối. Cứ vậy mà sống cho đến ngày tàn hơi, không dám nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Và người như vậy thì không có khác. Nhưng mà khổ một nỗi, nếu mà sống mà không có dựa vào hồi ức như vậy đó, thì chúng ta tự cho rằng mình không có kiến thức, mình không có học thức, mình không có đủ kinh nghiệm. Nó khổ như vậy, mà toàn bộ kiến thức học đường nó chỉ là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm của người khác trao truyền lại cho mình. Rồi sau khi ra trường rồi mình trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, mình lại cộng thêm một số cái kinh nghiệm mới nữa thông qua những cái biết mới. Nhưng mà đời sống mình nó vẫn dựa trên những cái biết cũ. Cái đó được gọi là tưởng. Có một điều hôm nay nếu mà tôi nói tưởng quẩn là những kinh nghiệm thì nhiều người không chịu không nói, nhất là những người học A Tỳ Đàm. Cho nên đối với những người đó tôi phải nói riêng vào tai của họ một lời thầm thì rất nhỏ rằng là tôi vẫn giữ nguyên cái biết của anh. Đúng rồi, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, nhưng anh phải làm ơn nhớ rằng hiểu như vậy nó nghèo lắm, anh biết không? Tưởng phải hiểu rằng nó là toàn bộ ký ức, kinh nghiệm, hồi ức của chúng ta trong đời sống này. Cái biết bằng tưởng là như vậy đó. Tại sao chúng ta nghe cái tiếng đó chúng ta thích? Là vì dựa vào một ký ức nào đó, một kinh nghiệm nào đó, một cái biết cũ nào đó, chúng ta thích nó. Chúng ta nghe cái gì đó chúng ta ghét cũng vậy. Nhìn cái gì đó mà thích, ghét, thương, sợ cũng do hồi ức. Cả một hành trình của mình sống toàn hiểu lầm không thôi. Hiểu lầm là vậy đó. Tức là nhìn cái này mà nghĩ đến cái khác, cứ vậy mà sống. Có người vợ chết rồi đi có vợ mới, vẫn tìm bóng dáng người cũ trên cái hình hài của người mới. Cái chuyện đó tôi biết có, tôi biết là có. Và có người họ thích một cái kiểu chưng hoa nào đó, một kiểu, một cái cách thức, một cái kinh nghiệm nấu ăn nào đó, cũng dựa vào những cái sở thích đặc biệt nào đó. Tại sao họ thích nấu như vậy? Họ biết nấu như nấu cái món đó mà tự nhiên lúc nào họ cũng bỏ một miếng lá rừng, một miếng lá riềng vào. Tại sao vậy? Nó không cần thiết. Thì ra họ kể cho mình nghe một câu chuyện rất là cảm động. Họ nói rất là nhỏ. Bởi vì ngày xưa mẹ con còn sống, mẹ có thói quen như vậy. Mẹ nấu cái món đó, mẹ hay bỏ quê cái mẹ ở ngoài miền Trung. Không biết vì sao mà người ngoài đó họ thích cái lá đó. Cái món đó, họ phải bỏ cái món, bỏ cái lá đó vào. Hình như ăn vô cho nó ấm bụng, cho nó mau tiêu gì đó. Đại khái. Nhưng mà đại khái mẹ còn thì mẹ nấu cho con ăn từ bé. Bây giờ con lớn, con có bằng đại học, con đi ra nước ngoài rồi. Con học về chemical, về hóa chất rất là giỏi. Nhưng mà con vẫn nấu ăn theo cái cách của mẹ. Vì mỗi lần con nấu cái món này mà con thiếu cái đó, con thấy con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Tôi hỏi làm sao mà chỉ có được cái này ở đây chứ? Thì con nhờ trong nước đem ra. Bản thân con mỗi lần ở trong nước, con đi về nước mà về Mỹ, con đem theo cái bịch rồi con để trong tủ đá, con xài dần. Còn không có người quen về nước thì con cũng nhờ họ mang ra. Mấy cái lá rừng, lá riềng, để mỗi lần kho cái gì đó con hay bỏ luôn. Lâu ngày nó quen rồi, dễ sợ, các vị thấy dễ sợ chưa? Cái ám ảnh của quá khứ nó lớn đến như vậy đó. Rồi có những nhạc khúc, có những loại nhạc mà người ta chỉ nghe vào đêm khuya thôi. Có người nói với tôi rằng là họ thèm được một đêm mưa, nằm nghe Khánh Ly, nằm nghe Vũ Thịnh Em Từ Công Phục. Và phải nghe người đó vào thời điểm đó, nghe nó mới đã. Đó là tưởng đó quý vị, đó là tưởng. Có những người rất là thích hoàng hôn, có những người rất là sợ hoàng hôn, có những người rất thích mưa khuya và có những người rất sợ mưa khuya. Có những người rất là thích mùa đông tuyết trắng mà có những người rất là sợ mùa đông tuyết trắng. Tôi yêu cho Âu vì tôi yêu mùa đông ở đây. Có rất nhiều người ở đây lại muốn bỏ cho Âu mà đi vì họ rất sợ mùa đông ở đây. Đó là tưởng. Vì ngày xưa cái ngày lần đầu tiên mà tôi biết đến mùa đông của Thụy Sĩ, lúc đó tôi đang có một cái sự cố trong đời của tôi, đó là lần đầu tiên tôi về Việt Nam.
thì chính cái ấn tượng đó nó trở thành ra một kỷ niệm đẹp trong đời của tôi. Tôi ốm yếu gầy gò nhưng mà tôi rất thích mùa đông ở đây, đó là tượng. Có người rất thích mưa khuya, có người rất là sợ mưa khuya, có người rất là thích, có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa giật tím. Có người hỏi Trịnh Công Sơn nắng khuya là gì, Trịnh Công Sơn nói nắng khuya là đèn đường đó. Nắng khuya là đèn đường. Từ lúc tôi đọc được cái câu trả lời đó từ của Trịnh Công Sơn, tôi yêu đèn đường hơn bao giờ khác. Và chỗ ở của tôi bên Đức bây giờ, phía trước nhà nó có bốn ngọn đèn đường, và thỉnh thoảng những đêm không có ngủ được, tôi ngồi tôi nhìn ra nó, tôi nghĩ nắng khuya đang lên, nắng khuya đang lên. Đó là tưởng, thưa quý vị, tưởng. Toàn bộ đời sống mình là tưởng. Khi Đức Phật ra đời, Ngài thấy điều đó và Ngài dạy rằng thay vì chạy theo những kinh nghiệm, những hồi ức rất đổi phàm phu không có lợi, thì ta dạy cho các con, ta dạy cho các ngươi những cái tưởng có lợi hơn. Đó là tưởng bất tịnh, tưởng về sự chết, tưởng về hài cốt, nó có lợi hơn. Tại sao Ngài vẫn xài chữ tưởng? Là bởi vì Ngài biết trước khi giác ngộ, trước khi có được thánh trí, thì người hành giả vẫn phải tiếp tục xài lại cái hồi ức. Đấy, vẫn phải xài lại hồi ức. Mà thay vì sử dụng những hồi ức rất là phàm phu, không có lợi ích, thì bây giờ mình lợi hơn. Tức là vị hành giả ngồi tưởng tượng đây là xương, một cái tấm thân người đẹp cách mấy, trắng cách mấy, đen cách mấy, mập ốm cách mấy. Khi chết rồi thì một ngày hai ngày nó trương sình lên, nó chảy nước, nó bốc mùi, rồi thì 70% cơ thể là nước, cho nên nó sẽ rã tan rất là nhanh, và sau đó chỉ còn lại là một bộ xương trắng và một nhúm nội tạng, rất là lâu nó mới thối, nó mới phân hủy hết. Và cái nhúm xương trắng đó lúc đầu nó còn là bộ, sau đó nó rời ra từng lóng, từng phần nhỏ, rồi theo thời gian từ màu trắng, trắng muốt, trắng tinh, nó sẽ chuyển qua màu xám. Rồi trong nhiều năm, nếu mà nó không được ở trong một cái điều kiện thích hợp, thì nó sẽ mau bị mục rã, nó trở thành bột và nó đi vào đất như là chưa từng xuất hiện bao giờ. Cả những cái suy tư đó nó là tưởng thôi, thưa quý vị, nó là tưởng thôi. Nói theo ví dụ pháp, đó chính là cái biết thông qua cái khía cạnh tục đế, chế định, biến kế sở chấp thì thiệt nha. Cho nên là biết đó là đồ giả, tưởng mà. Nhưng mà Đức Phật dạy là cái tưởng nó rất có lợi. Cứ niệm đi, cứ quán niệm đi. Quán niệm thân này từ đầu cho đến chân nó gồm 32 thứ dơ bẩn: tóc, lông, móng, căn, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Thì tất cả những thứ dơ này nè, nó được gói gọn ở trong một cái bát mà có chèn thịt bên trong. Đó, mình tưởng tượng mình nhai một, mình nhai, mình nuốt, mình ăn món này món kia, mình cứ nhai xong mình nhả vô cái bịch ni lông, mình uống nước xong rồi mình đừng có nuốt, mình ngậm vô họng rồi mình nhả vô ni lông, làm thành một túi, trong đó có thịt, có cá, có tôm, có cua, rồi có trái cây, có bánh ngọt, có xá xị, có coca. Mình cứ nhai xong mình nhả vô đầy một bịch rồi mình đeo trước người của mình, bảo đảm mình gớm chết mình ngủ mới được. Nhưng mà nó đặc biệt, những thứ đó mà mình giọng hết vô miệng, mình nuốt vô cái ực, rồi mình đánh răng cho sạch, ngậm thêm một viên kẹo bạc hà, cái lên giường ngủ mình cảm thấy mình sạch, và cái người nằm bên cạnh mình họ vẫn thấy mình hấp dẫn như thường. Trong khi đó nếu mà những cái thứ ăn với uống hồi nãy đó mà mình đừng có nuốt, mà mình cứ nhả, mình nhổ hết vô trong cái bịch ni lông, mình cột nó lại, mình để trên bụng của mình đó, thì chắc cái đêm đó mình ngủ mình quá, không ai dám ngủ kế bên cái bịch như vậy hết, mình nó bể ra rồi thấy bà đó ha. Nhưng mà nhờ hồi nãy mình không có để trong bịch mà mình nuốt hết vô trong người của mình, mình nuốt hết vào trong người của mình, rồi mình đánh răng, rồi mình ngậm kẹo the, rồi có người uống trà nữa chứ, có người uống trà. Nhưng mà ở đây tôi xin mở ngoặc nói thêm nhé, uống trà ngay sau bữa ăn không có tốt nha, bởi vì một số hóa chất của trà nó làm ảnh hưởng đến cái men tiêu hóa của mình. Ở đây cái thành là tôi mở ngoặc nói thêm thôi, chứ còn nó không mắc mới thì pháp hết. Cho nên tưởng thôi quý vị, chỉ là tưởng thôi. Có những pháp môn tu nó chỉ là tưởng, nhưng mà nếu mà được tu tập, được trao dồi nhiều ngày thì cái tưởng tục đế nó chuyển qua cái biết bằng trí tuệ, để mình thấy được cái chân đế nha, thấy được cái bản chất thực của các pháp. Bản chất thực các pháp vốn không có dơ, không có sạch, không có xa, không có gần, không có sớm, không có muộn, không có lớn, không có nhỏ, không có trong, không có ngoài nha.
nhưng mà bây giờ chưa được tới cái giai đoạn mà nhìn thấy các pháp như vậy, thì trước mắt chúng ta phải tùy thuộc vào cái pháp tục bé, có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy mọi sự nó theo cái cách trẻ con, cái cách mà có như cách su trước này ha. Cho nên cái chữ tưởng nó sâu chỗ đó, cái chuyện nói tới tưởng vững là mình phải tâm niệm một điều là toàn bộ đời sống này sống y cứ vào hồi ức, sống y cứ vào kinh nghiệm cũ, sống y cứ vào cái biết cũ, sống y cứ vào cái suy diễn và liên tưởng. Thì cái suy diễn và liên tưởng là nội dung của tâm sở tưởng, tức là sở hữu tưởng. Rồi cái thứ hai đó là thọ. Thưa quý vị, nếu mình nói một cách đơn giản, thọ tức là tâm sở thọ, tâm 50, tâm 52 sở, thì nó đúng chứ không có sai, mà nó nghèo quá, nó nghèo lắm. Thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ đời sống của chúng ta đó là đời sống của có thấy như vậy mới thấy dễ sợ. Nếu mà nói rằng toàn bộ đời sống này là thế giới của liên tưởng và suy diễn, tức là thế giới của sở hữu tưởng, không sai. Mà nói rằng toàn bộ cái đời sống này là thế giới của cảm giác cảm thọ, cũng không sai. Bây giờ tôi ôn lại một chút, tại sao nói thế giới của tưởng. Tôi xin hỏi thiệt nha, hội họa, âm nhạc, thi ca không phải tưởng gì còn gì nữa, nó là liên tưởng, nó là suy diễn thôi nha, nó chỉ là vậy thôi. Một cái tòa nhà được xây dựng lên cũng y cứ trên cái sự suy diễn và liên tưởng của ai đó. Cho nên thế giới này trước hết nó được gọi là thế giới của sự liên tưởng. Nói một cách chuyên môn hơn, thế giới này chính là thế giới của tâm sở tưởng, mà là sở hữu tưởng. Thứ hai, đối với một kẻ phàm phu thì họ thích cái này cái kia trong năm trần, còn đối với những người mà ly dục thì họ không thích cái này cái kia, họ muốn tu thiền. Thiền mà tu thiền là gì? Là ngó vô các đề mục, đúng không? Mà ngó vô các đề mục có phải là tưởng không, còn gì nữa. Cho nên thế giới này là thế giới của tưởng. Nhưng mà nói như vậy có đủ chưa? Chưa. Thế giới này nó còn là thế giới của cảm giác nữa, thưa quý vị, nó còn là thế giới của cảm giác nữa. Từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc đi vào quan tài ha, từ lúc trong bụng lúc đi vào quan tài, chúng ta luôn luôn trong cảm giác, chúng ta theo đuổi những cảm giác. Đứa bé tại sao nó khóc? Là vì nó cảm thấy một cái gì đó nó khó chịu. Một là nó đói, nó lạnh, nó bị cái gì đó đau, ngứa. Hoặc là nó bị nó đi tiểu ra trong cái tâm tả của nó khó chịu, nó ngứa gì lắm, nó khóc. Nó đau bụng, nó khát sữa, nó cũng khóc. Rồi có lúc gió mát, nó cũng cười. Khi nó được thoải mái, nó cười. Ai hôn nó, ai nịnh nó cũng cười. Như vậy thì nó cũng có hỷ nộ ái ố như mình vậy đó. Rồi từ đó nó lớn lên, từ từ 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, rồi nó dậy thì, rồi nó trưởng thành, rồi nó trung niên, rồi nó xế chiều, ấy, hồi xuân xế chiều, rồi nó lão niên, nó già cả lụm cụm. Thì trong suốt thời gian đó, đến lúc khi nó nằm liệt giường, nó là một mộng cụ bà lão 90 tuổi, thì toàn bộ đời sống của nó chỉ là những cảm giác thôi quý vị, chỉ là những cảm giác thôi, hoặc là như ý, hoặc là bất toại, chỉ vậy thôi. Cái quan trọng của đời sống này đó chính là đối với một hành giả tứ niệm xứ, biết cái gì đang xảy ra, cái biết đó nó quý hơn kim cương. Tại sao? Là tại vì sao mình có tâm tham, là bởi vì khi mình có được một cảm giác thích thú, cảm giác như ý đó, thì mình thích. Mà tại sao mình có tâm sân, là tại khi mình có một cái chuyện gì đó nó làm cho mình khó chịu, thì mình cái chuyện gì mà bất toại, nó nghịch ý đó, thì mình khởi lên tâm sân. Mà đối với một hành giả mà đúng mức ấy, thì mọi sự nó diễn ra như thế nào cứ nhìn nó như vậy, đừng thêm mới bị hết, đừng có bị để mình chìm sâu trong cái tưởng. Mà cái người không có bị chìm sâu trong tưởng thì người đó mới có thể tự chủ trong cái thọ được, trong cái cảm giác được. Còn cái người mà họ sống họ để cho cái tưởng nó làm chủ họ đó, thì trong đời sống cảm thọ không khỏi không có làm chủ được họ. Ví dụ như tôi có biết một vị sư quen, sư này có một cái diện đặc biệt mà tôi giải thích không được, là cứ cứ dọn cơm ra năm bảy vị sư là cái chỗ của vị này luôn luôn là cái chén mẻ. Tôi không hiểu tại sao nó lạ như vậy, mà hãy không để ý thì thôi, mà chính là vì vị này có để ý đó. Cho nên vị này nhiều khi mình nghĩ rằng cái người dọn có ác ý, nhưng mà nó lạ cho đi lại cái chỗ cái người gia đình Phật tử mình chưa quen biết ấy, thì vị này cũng nghĩ như vậy. Hễ mà bốn năm vị sư mà ngồi chung với nhau thì cái chén mẻ bao giờ cũng nằm ngay chỗ vị này, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ lòng để ý đó.
mình coi nó là quan trọng thì tự nhiên cái chán nản đó nó trở thành ra nỗi buồn của mình. Nhưng mà nếu mình không để ý nó thì nó là cái gì hết, mình không để ý nó là cái gì hết. À, nếu mình để ý nó, tức là mình dùng cái tưởng nhiều quá thì lập tức cái thọ mình nó nảy sinh vấn đề. Cho nên phải nói rằng cái nếu ai đó hỏi tôi sáng nay sư ơi tu là cái gì, tôi nói tu tức nghĩa là mình không có để mình bị cái tưởng ấy, nó làm chủ, cũng là một cách nói. Cách nói thứ hai, tu chính là làm chủ được cái thọ. Thế là sao? Tức là trước khi tôi biết đạo đó, cái niềm vui, cái mà làm cho tôi vui đó toàn nghĩa tào lao không. Nhưng bây giờ khi tôi biết đạo rồi, tôi học Phật pháp rồi, thì cái mà làm cho tôi vui nó hễ cái nào tào lao rồi tôi không có vui. Như vậy rõ ràng là tôi có phải là tôi tu cái thọ hay không? Rồi cái thứ hai, trước khi tôi biết đạo á, có nhiều chuyện làm cho tôi rất là bực mình, nhưng bây giờ tôi biết đạo rồi đó thì nó lại khác. Những cái chuyện mà tôi bực mình á, nó không giống như ngày xưa nữa. Ví dụ như ngày xưa mà ai chửi tôi đó, là tôi chịu không được, nhưng bây giờ ok. Ngày xưa mà phải nhịn đói đó tôi chịu không được, nhưng bây giờ thì lỡ mà mình làm ông sư mà lỡ mà có cái lúc nào nó không ai cho mình ăn thì mình cũng ok. Mình làm ông thầy chùa, cái chuyện mà đói và lạnh đó là chuyện bình thường, nhưng mà ngày nếu mình là một người cư sĩ thì chỉ là chịu không nổi. Nói như vậy có nghĩa là mình làm trang làm chủ cảm thọ của mình đó. Tức là cái những cái chuyện mà đối với người đời nó là cái chuyện rất là khó chịu, đối với mình là ok. Đối với người đời có những chuyện mà họ thấy rất là thích, nhưng mà đối với mình thì cái chuyện mình thấy nó không nên, hoặc là mình không còn tiếp tục thích nữa. Như vậy không phải là không, có phải là mình đang tu cái thọ hay không? Yeah. Cho nên nếu mình định nghĩa sâu sắc thì mình nói rằng tu có nghĩa là mình tu cái xúc cũng được. Hồi xưa đó là mình con mắt mình nó muốn tiếp xúc cái gì, muốn nhìn cái gì đến nhìn, lỗ tai mình muốn nghe gì đó mình nghe, cái chân mình nó muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây giờ được không? Bây giờ mình hạn chế tối đa, vậy đó gọi là tu xúc chứ còn gì nữa. Rồi ngày xưa đó cái gì làm cho mình vui thì mình bất kể là đất rồi hôm nay không có, mình phải chọn lựa lại. Không phải cái nào mình muốn enjoy cũng được, không phải. Có những thứ mình chỉ vui cái gì được phép, cái gì hợp pháp mà thôi. Cái gì có lợi ích, cái gì vô tội, cái gì không có lỗi thì mới được. Chứ còn cái gì mà nó có lỗi làm được tôi, chỉ ví dụ một chuyện nhỏ xíu thôi, làm ông sư. Có nhiều nơi trốn chúng tôi không được phép đặt chân vào, không được phép. Tôi ví dụ như hôm đó tôi đi Thái, tôi đi ngang một cái siêu thị, tôi đi muốn tìm, tôi có ba món mà tôi đang muốn tìm. Thứ nhất là tôi muốn đi mua sách, tôi phải khoe với bà con tôi là một con mọt sách. Tôi đi Miến Điện, tôi đi Thái Lan, ngay cả tôi về Việt Nam hay là tôi đi qua Đức, ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, ở Pháp, ở Anh cũng vậy, tôi đi đâu cũng vậy. Cái chuyện đầu tiên là tôi hỏi tiệm sách trước đó. Tôi thích sách lạ lùng, mặc dù tôi biết internet thì cái gì cũng có, nhưng mà cái gì mà tôi thói quen cứ hẻm đi đến đâu tôi mua sách trước đó. Thì bên Thái Lan cũng vậy, mà tôi còn bên Thái Lan ngoài chỉ đi mua sách ra đó, tôi còn có hai món mà tôi rất là muốn đi tìm. Thứ nhất là bên đó có nhiều tiểu Phật đẹp lắm, nhiều tiểu Phật đẹp lắm. Rồi cái thứ hai là bên đó có một vài cái món mà nếu ở Mỹ thì tôi dám, bây giờ ở Thái cũng dám. Ở Thái đối với ông sư nó khó lắm, là có một vài cái món mà nó bằng lụa đó. Tôi ông sư tôi không có xài lụa, nhưng mà mình đi người ta cho tiền mình mà mình cũng muốn kiếm một hai cái về để mình giống như mình ăn nhiều quá mình phải ấu tới làm trả là ra chứ. Nhưng mà bây giờ ở Mỹ là tôi, hoặc là ở bên Tây Châu Âu là tôi đã nhào cho rồi, nhưng mà đằng này tôi không dám. Tôi nghĩ được bụng tôi nói rồi, mấy người này xui rồi, tôi đang đứng ở kinh đô của lụa mà tôi không dám bước luôn. Mà bên Thái đó là rồi bữa hôm đó người ta nhờ tôi đi tìm giùm mấy cái đèn mà đèn bằng hoa, đèn bằng trong hình thức là hoa sen bằng vải, thì khi mình ghim điện lên thì nó đỏ. Cách của mỗi con người có thể nói như thế này: anh nói cho tôi biết anh vui với cái gì, anh có thể buồn với cái gì, anh có thể vui với cái gì, thì tôi sẽ nói của anh như thế nào. Cái điều đó rất là quan trọng lắm thưa quý vị. Cho nên là cái thế giới cảm thọ hay là thế giới cảm giác đó, mình phải nói xảy những thế giới thì đúng hơn, hành tinh này, thế giới này, vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác, mình có thể nói đó là cảnh giới của cảm thọ, hoàn toàn không sai. Bởi vì rõ ràng mình thấy người thiện mà có niềm vui khác cái kẻ ác, cái chuyện mà người thiện bực mình nó khác với người kẻ ác. Rồi cái niềm vui nỗi buồn ở cõi dục đó, nó không giống ở cõi phạm thiên. Phạm thiên là không có tâm sân mà chỉ còn niềm vui, mà cái vui trên cõi phạm thiên nó không liên hệ tới năm dục như là ở cõi dục giới. Điều đó có nghĩa rằng chỉ riêng cái cảm thọ thôi nó là cả một cái vấn đề rất rất lớn. Một cái người có giáo dục, có học thức, có nhiều cái niềm vui, họ đối với họ nó là bệnh hoạn.
Nhưng mà một cái người không có được hàm dưỡng, không có tu dưỡng thì họ không có từ mang bất cứ một cái niềm vui nào hết, để họ thấy thích là được rồi. Cho nên đó, đối với một người cư sĩ, đối với một vị xuất gia cũng vậy, có những cái niềm vui của người cư sĩ mà vị xuất gia không có nên bắt chước, không có nên để tâm để mà kiếm tiền. Cho nên điều thứ hai đó chính là cái điều thứ nhất là thế giới này là thế giới của tưởng, thứ hai là thế giới của thọ, còn thế giới của thức là sao? Thế giới của thức tức nghĩa là con mắt, Đức Phật dạy rằng nhé, con chim mà chỉ cần có điều kiện nó bay về trời, con cá mà có điều kiện nó nhảy xuống nước, trồn cáo có điều kiện nó sẽ trốn trong hang, con rắn nó có điều kiện nó sẽ chung trong đất, vân vân. Cũng vậy, sáu căn của một người không có tu tập nó luôn luôn có khuynh hướng đi tìm sáu căn, luôn luôn có khuynh hướng đi tìm sáu căn. Dù chúng ta là anh trong cùng một nhà đi nữa thì cái sở thích của chúng ta cũng khác nhau. Có người họ tìm cái niềm vui qua qua con mắt, có người tìm niềm vui qua những gì nghe, những gì họ nghe được, có người tìm niềm vui qua những gì họ ngửi. Tôi biết có những người họ coi nặng cái chuyện ăn mặn sao cho nó đẹp, còn có người thì có tiền bao nhiêu thì cứ bộ cứ dồn cái chuyện cho âm nhạc, bao nhiêu nhạc họ cũng mua hết. Họ đầu tư cho cái chuyện nhạc rất là nhiều tiền, một cái cặp thùng loa của họ nếu ở Việt Nam mà tôi hiện giờ tôi biết là có những cái cặp thùng loa mà phải tính bằng tiền tỷ của Việt Nam, tính bằng tiền tỷ, ví dụ như có những cặp thùng loa nó trên 100.000 đô la cũng giá bỏ thôi. Rồi có những người chỉ vì quần lão lụa, vì đồng hồ, mắt kính, dây mịt, giày dép, túi xách mà họ bỏ ra bao nhiêu tiền cũng, đó là những người nặng về cảnh cảnh sắc, có những người nặng về cảnh thân, có những người nặng về cảnh khí, cảnh mùi. Có những điều kiện này là bao nhiêu nước hoa họ cũng mua, họ mua có những cái chai mà gọi là cả ngàn đô la một chai họ vẫn mua, vẫn mua. Có những cái loại nước hoa mà cái chai có nó bằng nắp, cái nắp của nó mạ vàng 18, có cảnh hộp nữa. Có những loại nước hoa nó đắt tiền như vậy, có những chai nước hoa như cái chai này Chanel number 5 nhỏ xíu là tầm ngón tay cái thôi mà mình xúc vào nó phải thơm mấy nhà trời như vậy. Tôi không có xúc mà tôi biết gì đó. Đối với những người họ coi cái nước hoa nó là cả một cái thế giới. Có người họ coi nặng cái chuyện ăn. Tôi biết ở Mỹ có một cô Phật tử, cô nói với tôi có người con ở nhà lớn nhà nhỏ không thành vấn đề, con đi xe tốt xe xấu xe đắt xe rẻ không thành vấn đề, áo quần con mặc miễn là đừng có xẻ, chứ còn con mặc cái gì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà bạn nói ở thành phố này có một nhà hàng nào đó nó ngon lành, nó ra đời, nó được nó ra mắt mọi người mà con không biết tới, thì đó mới chính là vấn đề. Tức là không phải là nói là của thanh em hay quá, nhưng mà cổ đặc biệt là trong năm cảnh trần sắc phân khí vị xúc thì cái cảnh vị đó cái cổ nó quan trọng lắm. Cái đó là ăn mặc không thành vấn đề, xe cộ nhà cửa không thành vấn đề, nước hoa mỹ phẩm nữ trang không thành vấn đề, mà chỉ cần một nhà hàng ngon lành ngon miệng ra đời mà con không biết, đó mới chính là vấn đề. Nó có những người là xúc, nặng về xúc, như nằm của họ, áo quần của họ phải êm, phải ấm, phải mát, phải mịn thì họ mới chịu. Đại khái như vậy. Về cảnh pháp cũng vậy, có những người đời sống vật chất không quan trọng mà họ thích ngồi trầm tư, thích thiền định, thích suy nghĩ, hiểu không? Thì thế giới này gọi là thế giới của sáu 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 thức là vậy đó. Tức là nghĩa là có biết không thì chưa đủ đâu, người học vi pháp cũng biết cái đó, mà thích không thì chưa có đủ, nó còn phải có các tâm sở đi kèm nữa, ở các cái loại tâm khác đi kèm nữa, đi trong một cái tâm lộ. Trong Ma Thiền Đàm mình biết là tối đa nó 17 tâm lộ, 17 một tâm lộ 17 sát na đúng không? Nhưng mà khi tôi nói là thích rồi, tôi muốn nói rằng có người họ muốn nhìn thế giới này qua cái cửa mắt, có người họ muốn nhìn thế giới này qua cái cửa tai, có người nhìn qua cái cửa mũi, có nhiều người nhìn qua cái cửa lưỡi, gọi là sáu cửa đó. Dầu cửa thân và cửa ý cũng là cửa. Thì thế giới này là thế giới của tưởng, thế giới của thức, thế giới của thọ. Còn thế giới của hành là sao? Thế giới của hành là sao? Tôi đã nói rồi, tôi không có dạy năm, tôi không có dạy là cộng đồng nhân viên đó, tôi chỉ nói phát qua cho những người có học A Di Đà thôi nha, tôi không có thời gian. Ở trong 50 tâm sở hành quyển chúng ta thấy nó có thiện có ác.
trong tâm của một vị a la hán á, thì cái thọ quẩn y hình, đúng là cái thọ quẩn của vị a la hán giống hệt của mình, cái tưởng quẩn giống hệt của mình, cái thức quẩn giống hệt của mình, nhưng mà cái hành quẩn thì nó khác mình. Cái hành quẩn là gì? Hành quẩn ở đây nó là những yếu tố thiện ác trong tâm, trong tâm thức một người. Cái vị muốn ăn cái vị biết nó có những thứ mà mình bỏ vô, nó không có can dự vào cái mùi vị, nó không can dự vào mùi vị của món ăn đó, nhưng mà có những thứ mà bỏ vô thật sự nó tạo ra cái mùi, cái vị đặc biệt. Nhưng trong một viên thuốc tây á, cái chất mà để trị bệnh á, cái hóa chất để trị bệnh thì nó cũng có nhiều, nhưng mà cái bột á, cái bột, cái chất nền, nó gọi là cái chất nền để mà làm viên thuốc á, thì nó nhiều. Nhưng trong một dĩa cơm, cái món đồ mặn để mình ăn thì nó có nhiều bằng cơm, ví dụ như vậy đó. Và trong cái tâm thức của mình nó gồm có bốn nhân ngũ là thọ tưởng hành thức. Thì trong đó cái thọ tưởng với cái thức nó chiếm đa số ba, nhưng thực ra nó không có mang tính, nó không mang yếu tố quyết định phàm thánh thiện ác, mà cái danh ngữ mà mang cái yếu tố mà quyết định, cái nó đảm nhiệm cái vai trò quyết định cho cái thiện ác phàm thánh ở một cái sát na tâm, chính là cái hành quẩn. Ở cái tâm thức của một phàm phu thì còn có 14 tâm sở bất thiện, tùy lúc mà cái nào, phải nói cho kỹ nha, 14 tâm sở bất thiện tùy lúc mà có cái nào. Rồi đối với trong một cái tâm thiện đó, thì cũng vậy, mấy chục tâm sở, cái 25 cái tình hảo, 25 tâm sở tình hảo đó, cũng tùy lúc mà nó có cái nào. Riêng trong cái tâm của vị A-la-hán thì không phải như vậy. Trong tâm vị A-la-hán chỉ đầu tiên là không có, không có các tâm bất thiện mà đã làm rồi, mà các tâm sở mà xuất hiện trong tâm của ngài nó cũng không phải là những tâm sở thiện, mà lúc bây giờ nó là những tâm sở mang cái tính cách là di tác thật. Trong tâm vị A-la-hán cũng có tâm sở tư, nhưng mà nó không có tạo nghiệp. Trong tâm của vị A-la-hán vẫn có phần, vẫn có vô lượng phần, vẫn có tính niệm tàn quý vô tham vô sân, y chang như là cái tâm đại thiện của phàm phu gọi là thánh hữu học. Nhưng mà những cái này nó không, nó giống như một hạt thóc mà bị vô rồi đó, nó không có để lại, nó không có để lại cái di hậu, nó không để lại cái kết quả. Cái này, cái chỗ này nó là trừu tượng hồi khô và coi như cái là ngủ chết luôn, nhưng mà tôi không thể không nói. Tôi cũng nói rằng cái hành quẩn nó là một thành tố tâm lý của chúng sinh, mà chính cái này nè nó quyết định cái tâm nó là thiện hay là ác. Cho nên tôi trả lời vấn đề, thế giới này là cái thế giới của tưởng quẩn, thế giới này là thế giới của thọ quẩn, thế giới này là thế giới của thức quẩn, thế giới này là thế giới của hành quẩn, đều đúng hết. Nhưng mà đặc biệt là nói rằng thế giới này là thế giới của thọ quẩn thì mình cũng phải nhớ rằng nói là quẩn nhưng nó luôn luôn có sự can thiệp của hành quẩn. Nói rằng thế giới này là thế giới của tưởng quẩn thì chúng ta cũng đừng quên rằng nó luôn luôn có sự can thiệp của hành quẩn. Nói rằng thế giới này là thế giới của thức quẩn thì chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng nó có sự can thiệp của hành quẩn. Cho nên mình tu tập là mình tu ở chỗ nào? Mình tu ở chỗ là tưởng cũng tu được, thọ mình cũng tu được, thức mình cũng tu được. Tôi biết ở đây có người sẽ hỏi tôi thức là tôi làm sao. Tôi ví dụ nha, tôi không phải là nhà sư, tôi không phải là người Phật tử, tôi muốn nhìn gì tôi nhìn, nhưng mà tôi là một nhà sư, tôi là một Phật tử, tôi là một người tin Phật, tôi là một người hành giả. Cho nên tôi hạn chế cái chuyện nhìn, tôi sống trong thiền viện, hay là tôi sống trong chùa, hay là tôi sống trong nhà với vợ chồng con cái của tôi, tôi hạn chế tối đa cái chuyện lui tới để nghe, để nhìn những thứ mà tôi cho rằng nó không thật sự cần thiết cho cái đời sống chánh niệm của tôi. Thì như vậy là rõ ràng là tôi đang tu với sáu thức đó chứ. Và cũng ngay thời điểm đó, ngay trong lúc đó cũng như là lúc tôi đang tu với sáu thọ đó chứ. Cứ là trước đây đó là cái gì làm cho tôi vui là tôi ok hết, nhưng bây giờ thì không, có những niềm vui tôi không có muốn nó tiếp tục có nữa, bởi vì đó là đời lắm, đó là con đường dẫn đến đọa lạc. Có những niềm vui và có những nỗi buồn cũng vậy. Ngày xưa tôi có nhiều cái chỗ để tôi bận tâm để mà bực mình, nhưng bây giờ tôi biết đạo rồi, tôi là một hành giả rồi,
tôi không bận tâm những chuyện này để phiền nữa. Tức là tôi đang tu thọ đấy, còn tu tưởng là sao? Trước đây tôi là người rất là dễ nóng tính, tôi rất là dễ giận lắm. Tôi hay suy diễn, tôi hay liên tưởng cái này cái kia. Trước đây tôi là một người họa sĩ, trước đây tôi là một nhạc sĩ, trước đây tôi là một người rất là thích tranh, rất là thích nhạc, và tất cả những cái đó rõ ràng nó có được từ cái sự liên tưởng và suy diễn. Bây giờ tôi là một người Phật tử, tôi là một nhà sư rồi, thì những cái thích đó với tôi nó chỉ có hại chứ không có lợi, thế là tôi bỏ bớt. Đó chính là tôi đang tu về tưởng đó, tức nghĩa là tôi hạn chế tối đa, hạn chế tối đa những cái gì không thật sự trong đời sống. Thì đó chính là tôi đang tu tưởng, đang tu thọ, đang tu thích, đúng không quý vị? Không biết tôi nói quý vị có hiểu không? Tôi đi đã giải thích tan nát rồi, cuối cùng tôi nói gọn là như vậy, tôi quanh chung lại, biết các vị có hiểu không? Ở bên Thụy Sĩ tôi có biết một người, tôi thương họ lắm, mà chỉ vì cái chữ dạ này đó mà bây giờ họ không còn nhìn mặt tôi nữa. Tôi hỏi vậy chứ chiều nay cô rảnh không? Dạ. Tôi có người cho tôi mấy cái trái xoài, cô có ăn không? Dạ. Xoài có chua không? Dạ. Tôi hỏi cỡ gì chứ cô có biết chữ dạ đó không có nghĩa gì không? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà cô thông minh quá vậy? Cái chữ dạ đó không nghĩa gì hết. Tôi hỏi cô có ăn hay không? Cô nói dạ ăn hoặc là dạ không ăn. Vậy cô dạ thì bà mẫu tôi cũng biết muốn nói cái gì nữa nha. Tôi hỏi có thể hiểu không? Dạ. Chữ dạ đó nó không có nghĩa lý gì hết nha. Mình không hiểu mình nói mình hiểu, còn mình hiểu mình nói mình hiểu. Rồi bằng này mình cứ dạ như vậy là chết được lại rồi nha. Ok. Cho nên cái bài kinh này là Đức Phật Ngài dạy rằng cái con đường đi đến giải thoát chính là cái con đường, chính là cái hành trình giải quyết dứt điểm tứ dinh quẩn là vậy. Và tôi đã giải thích rồi, tứ dinh quẩn là cái gì, tưởng quẩn là gì, thọ quẩn là gì, thức quẩn là gì, và hành quẩn là gì. Và tôi đã giải thích thế giới này vì sao được gọi là thế giới của thọ quẩn, vì sao được gọi là thế giới của tưởng quẩn, được gọi là thế giới của hành quẩn, và vì sao được gọi là thế giới của thức quẩn, đã nói rồi. Nếu quý vị không hiểu quý vị có thể hỏi thêm nha. Còn mà tôi đếm tới ba không họ không hỏi là tôi đi. Ok, bây giờ là 8 giờ, tôi chỉ còn có một ít thời gian nữa là tôi mới đi đến cái chỗ mà nhờ người ta cắt cây, các bạn biết không? Ở trên núi của tôi cây, mấy cái cây cần phải bỏ, mà bên đây nó khó ở chỗ là bên mình đốt xong mình chắc đóng rồi, bên đây không được, mình đốt xong mình phải thuê người ta đem cái container tới, người ta mới chắc vô rồi người ta mới đem đi, người ta chở đi, người ta luyện ở chỗ nào đó. Các bạn nghe có vui, một chỗ kiếm củi đốt không có, còn một chỗ muốn bỏ cây cũ là phải trả tiền, đúng là thế giới của cảm thọ chị. Con mới vô, nếu mà tôi mới vừa ăn trái bắp xong mà cạp tiếp một cái trái bắp nữa là tôi đã cạp không nổi. Nói chi là tôi giảng vừa xong mà đề nghị ngài từ bi giảng lại. Tôi nghĩ rằng cái vị này có vấn đề về tinh thần, vấn đề rất là nặng. Vấn đề ở chỗ là vị này không có hề biết rằng cái một tiếng đồng hồ giảng nó đã như thế nào hả? Và cái người này không hề có một khái niệm gì về y học, không có khái niệm gì về thời gian, không có khái niệm gì về tâm lý học, về tinh thần, về thần kinh học. Cái vị này tôi nghĩ rằng mà sống thì nghĩ nó chặt đất thôi. Ok, cái vị tự xử đi, tôi xin phép tôi đi nha, xin chào đại chúng.